Namaste. Ở một cái lợi ích tuyệt vời nữa của những cái bài tập thở giúp kéo dài tuổi thanh xuân của chúng ta cũng như là tăng cường tuổi thọ của chúng ta nữa. Thông thường ấy thì loài người của chúng ta hiện nay đang bị lão hóa rất là sớm và bị bệnh tật tấn công sớm. Và chính vì như thế mà tuổi thọ của chúng ta thực ra nó đang ngắn hơn rất nhiều so với tuổi thọ thực tế của con người. Chúng ta có thể sống được đến 150 tuổi hoàn toàn khỏe mạnh cơ. Nhưng bây giờ các bạn cũng có thể thấy là với người Việt Nam thì tuổi thọ trung bình chỉ có hơn 70 tuổi thôi. Và nếu như các bạn kiên trì tập luyện những cái bài tập thở mà Mỹ Sương giới thiệu với các bạn ấy, thì các bạn có thể tăng cái tuổi thọ của mình lên rất là nhiều. Và không những là tăng tuổi thọ đâu mà các bạn còn rất là khỏe mạnh nữa, luôn luôn là vui tươi và yêu đời. Và đây là bài tập thở thứ 3 mà Mỹ Sương sẽ giới thiệu đến các bạn. Bài tập thở này có tên là bài tập thở luân phiên, hít thở luân phiên. Cũng như Mỹ Sương có nói với các bạn ngay từ đầu là Mỹ Sương chỉ giới thiệu với các bạn những bài tập thở ở trình độ sơ cấp thôi. Bài hít thở luân phiên này có tác dụng là cân bằng năng lượng trong cơ thể của chúng ta và làm dịu cơ thể cũng như làm dịu tâm trí của chúng ta xuống. Lưu ý chung cho tất cả các bạn về thời điểm chúng ta thực hiện bài tập thở. Thời điểm mà chúng ta thực hiện bài tập thở nên là vào buổi sáng sớm. Buổi sáng sớm và lý tưởng nhất là khoảng thời gian từ 4 rưỡi cho đến 5 rưỡi sáng, khi mà năng lượng của đất trời đang bắt đầu bừng tỉnh. Đó, khi mà không khí vẫn còn rất là trong lành thì các bạn hãy nạp thêm năng lượng vào trong cơ thể của chúng ta. Cố gắng dậy sớm và thực hiện những bài tập thở này vào buổi sáng sớm nhé. Trước khi thực hiện bài tập thở nào á thì các bạn cũng cần phải khởi động cho toàn bộ cơ thể vật lý của chúng ta nóng lên và các dây dẫn năng lượng cũng như là mạch máu của chúng ta nó chảy thuận lợi hơn so với bình thường trước khi chúng ta sẵn sàng tiếp nhận những bài tập thở các bạn nhé. Rồi, bài hít thở luân phiên này thì về cơ bản là chúng ta sẽ hít vào và thở ra bằng một bên mũi và nó sẽ thay đổi luân phiên lại với nhau. Rồi, Mỹ Sương sẽ hướng dẫn các bạn bài tập thở này này. Bài tập thở này thì có kết hợp với ngón tay. Như Mỹ Sương có nói là chúng ta sẽ thực hiện một bên mũi cho nên là sẽ phải bịt một bên mũi còn lại đúng không? Chúng ta dùng tay phải nhé. Ngón tay cái của bàn tay phải sẽ dùng để bịt lỗ mũi phía bên phải của các bạn lại. Rồi, và ngón tay áp út chúng ta dùng để bịt lỗ mũi phía bên trái. Nếu bạn nào có cái khả năng là khum hai ngón tay út và áp út lại để đặt nó cùng với nhau ấy, thì ở cái bài tập thở này nó sẽ tuyệt vời hơn rất là nhiều. Bởi vì lực của ngón út và áp út nó sẽ tương đương với lực của ngón cái. Khi các bạn bịt lỗ mũi trái bằng cả ngón út và áp út thì nó sẽ được lỗ mũi của các bạn sẽ được bịt một cách tốt hơn. Đấy, còn ngón trỏ này và ngón giữa các bạn sẽ gập lại và để phía bên trong lòng bàn tay nhé các bạn nha. Giống như Miss Sương đang làm như thế này đây. Các bạn có nhìn rõ không? Các bạn có nhìn rõ không nào? Đây, Miss Sương đưa gần đến cho các bạn nhìn nha. Đấy, đây. Đó, các bạn nhìn thấy rõ không? Đó. Ok, hít thở bình thường một vài nhịp rồi. Bài hít thở luân phiên này vẫn yêu cầu chúng ta sẽ hít vào thở ra rất là nhịp nhàng và từ từ thôi các bạn nhé. Rất là nhịp nhàng và từ từ thôi. Rồi chúng ta chuẩn bị các ngón tay đi nào. Hít vào bằng cả hai lỗ mũi này. Rồi bây giờ nhé, chúng ta sẽ đưa ngón út và áp út lên bịt lỗ mũi trái lại. Các bạn thở ra bằng mũi phải. Vẫn là mũi phải, chúng ta hít vào một hơi thật sâu. Rồi chúng ta lấy ngón cái bịt mũi phải, thở ra mũi trái này. Mình tiếp tục mũi trái hít vào này. Bịt trái lại thở phải. Phải hít. Bịt phải thở trái. Trái hít. Bịt trái thở phải. Hít phải nào. Bịt phải lại đi các bạn, thở ra mũi trái. Mũi trái hít vào này. Bịt trái lại thở phải. Phải hít.
Vịt phải thở trái. Trái hít. Vịt trái thở phải. Phải hít. Vịt phải thở trái. Một lần nữa hít trái này. Vịt trái thở phải. Rồi, các bạn hạ tay xuống gối và hít thở bình thường. Các bạn có thể thực hiện bài này bao nhiêu vòng cũng được, tùy vào thời gian mà các bạn có. Nhưng nhớ là khi các bạn bắt đầu bằng hơi thở ra của mũi nào ấy, thì hãy kết thúc bằng hơi thở ra của mũi đó nhé. Sau khi chúng ta hít thở bình thường một lát rồi thì mình hoàn toàn có thể mở mắt ra. Chúng ta đã hướng dẫn nhau xong bài tập thở luân phiên này rồi. Và sau khi mà hít thở một vài nhịp luân phiên á, năng lượng đã quay trở lại cân bằng. Và lúc này thì chúng ta hoàn toàn có thể làm tất cả những cái việc khác bình thường khác ở trong ngày. Hãy giúp cho Miss Hương chia sẻ video này đến với nhiều người hơn nữa, để chúng ta giúp lan tỏa cái sức mạnh này đến với càng nhiều người càng tốt, để giúp cho càng nhiều người càng tốt tăng cao sức mạnh nội lực của mình. Miss Hương mong sức khỏe đến với tất cả chúng ta, bình yên đến với tất cả chúng ta. Xin cảm ơn các bạn rất nhiều. Namaste.